Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Việt Á nổ tung, Phan Văn Mãi vội phi tàng tội chứng. Vụ công ty Việt Á đang bùng đến trung ương và án kỷ luật sẽ dành cho Chu Ngọc Anh và ông Nguyễn Thanh Long. Các CDC ở các tỉnh bị dính rất nhiều, quan chức học viện quân y, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế đều bị cả. Vụ án này cứ ngày một mở rộng, câu hỏi hàng ngày trong vụ đại án này là còn ai nữa đây? Và hứa hẹn vụ án này sẽ kéo dài và đưa thêm rất nhiều nhân vật lớn phải thân bại danh liệt vào thời gian tới. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng dính vào vụ Việt Á, đó là hành động đề xuất với ban thi đua khen thưởng trung ương trao tặng huân chương lao động hạng 3. Đây là hành động dán được thương hiệu xịn vào một công ty kinh doanh hàng rộng. Hậu quả rất nghiêm trọng bởi vì những bộ kit xét nghiệm của Việt Á là hàng không đúng chất lượng nhập khẩu từ Trung Quốc rất rẻ tiền hàng này test không chính xác nên rất có thể người không bệnh thành có bệnh, người có bệnh thành không bệnh. Kiểu này sẽ gây lây lan rất mạnh và thực tế đợt 4 bùng phát Việt Nam đã không thể kiểm soát nổi, nhiều người đã phải chết oan. Đây hình ảnh ông Phan Văn Mãi. Hành động cứng bức người dân ngoáy mũi là bất thường bởi nó có mùi tiền rất rõ. Lẽ ra chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phải điều tra thì ngược lại, ông Phan Văn Mãi đã đề xuất với ban thi đua khen thưởng Trung ương trao tặng huân chương lao động hạng 3 vào tháng 3 năm 2021. Đến cuối năm 2021, vụ án công ty Việt Á bị khởi tố và vụ án này cứ như vết dầu loang lan ra dần và tới nay đã lan đến Trung ương và khắp các địa phương. Hành động tạo thương hiệu cho Việt Á của ông Phan Văn Mãi là tội tổng phạm không thể không truy cứu. Ai cũng thấy điều đó và Phan Văn Mãi cũng thấy và ông ta vội vã sửa sai Nói là sửa sai nhưng thực chất đây là cách xóa dấu vết mà thôi. Đó là vào ngày 26 tháng 5, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông tin cho báo chí rằng thành phố đã có công văn gửi Ban thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị thu hồi huân chương lao động hạng 3 đã trao cho công ty Việt Á. Do đích thân ông Nguyễn Phú Trọng ký. Trước khi bị sờ gáy, ông Phan Văn Mãi đã đi trước một bước như hành động lấy công chuộc tội vậy và lợi dụng họp quốc hội chiều ngày 26 tháng 5 bên hành lang quốc hội, ông chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã tranh thủ thông báo với báo chí về vụ việc liên quan tới sự sai phạm ở công ty Việt Á. Ông Mãi đã dùng báo chí của nhà nước Việt Nam để thông báo hành động chuộc lỗi. Dùng kế này xem ra ông Phan Văn Mãi rất khôn, thay vì để bị bắt tội thì ông ta đã chủ động chuộc tội trước. Đây là hình ảnh ông Phan Văn Mãi chuộc tội Ông Phan Văn Mãi cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn gửi ban thi đua khen thưởng Trung ương đề nghị thu hồi huân chương lao động hạng 3 lão trà cho công ty Việt Á. Tại kỳ họp vào thứ 15 và ngày 16 tháng 17 đến 17 tháng 5, Ủy ban kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016-2021 và cá nhân ông Trung Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ của Việt Nam. Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021 và Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh và Phan Văn Mãi là hai trường hợp nhắc nhở Phan Văn Mãi nhớ chớ co dại. Liên quan đến vụ án Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19, đến nay đã có hơn 40 người bị khởi tố, trong đó có 4 quan chức thuộc Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ và 16 quan chức CDC, Sở Y tế các tỉnh giải, thành, và danh sách này cứ dài thêm mãi. Sự thật, nếu ông Phan Văn Mãi mà thoát được thì đây là con đường chạy tội khá từ trước đến nay từ khi ông Nguyễn Phú Trọng nhóm lò cho đến nay chưa ai đi trước ông Trọng trong vấn đề truy tố. Riêng lần này, Phan Văn Mãi đã hành động trước cho thấy ông đã nhìn ra lỗi lầm và tìm cách sửa chữa. Không phải ngẫu nhiên mà ông Phan Văn Mãi đè được rất nhiều đối thủ mạnh hơn mình. Ông Mãi có võ và giỏi luôn lách, đó là phẩm chất rất dễ thấy. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Sóc, Tô Lâm và Nguyễn Thành Long lại dính tội ác tội gì vậy? Bức cung nhục hình là đặc điểm của ngành công an tại Việt Nam. Năm nào cũng vậy, người dân bị chết trong lúc tạm giam luôn xảy ra. Tình trạng báo động này chưa bao giờ thuyên giảm mà nó có phần ngày một nghiêm trọng hơn. Đối với những người trí thức, việc bức cung ép nhận tội là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận. Vừa cảm thấy ớt ức vừa cảm thấy bị sỉ nhục nên dẫn đến những kết quả thương tâm ở Việt Nam khi những vụ án oan được giải thì nó mới phơi bày ra sự thối nát của ngành công an và ngành tòa án của đất nước này. Phá án và xử án theo thành tích chứ không phải theo công lý nên mới xảy ra những vụ án oan kinh điển như vụ án oan của Nguyễn Thành Trần. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, người dẫn đầu Bộ Công an chỉ biết bức cung nhục hình là để lập thành tích mà thôi. Vào ngày 1 tháng 6, bà Nguyễn Thị Thúy Oanh, Trưởng khoa Dược bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp được người thân phát giác chết tại tư gia do nghi tự tử. Cũng trong ngày ấy, trên mạng xã hội đang lan truyền tâm thư được cho là của Bảo Anh viết trước khi tìm đến cái chết với nội dung liên quan đến vụ mua sắm bộ kit xét nghiệm Covid-19 của công ty cổ phần Việt Á. Nội dung bức thư tuyệt mệnh viết như sau: Tôi khẳng định bản thân tôi không nhận tiền qua tới công việc Việt Á và cảm thấy tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ lúc gói thầu được chỉ định mua sắm đến hiện tại. Bức thư viết Được biết Bảo Anh công tác tại khoa dược bệnh viện từ khi ra trường, làm trưởng khoa gần 20 năm. Trước khi mất, bà cùng nhiều với cơ quan bị người trong cơ quan bị điều tra triệu tập vì liên quan đến gói thầu mua sắm thiết bị y tế của công ty Việt Á. Theo báo chí của nhà nước Việt Nam cho biết, tính đến cuối tháng 5, cơ quan điều tra của Bộ Công an Bộ Quốc phòng đã khởi tố bắt 57, 58 người liên quan đến vụ án Việt Á. Trong số này có hàng chục lãnh đạo của CDC các tỉnh thành, hai lãnh đạo Học viện Quân y, một số giới chức của Bộ Y tế, Khoa học và Công nghệ. Và con số này chưa dừng lại ở đây. 800 tỷ đồng là số tiền các bị can khai đã dùng để bôi trơn lót tay đối với các lãnh đạo của CDC địa phương và đơn vị liên quan để kích xét nghiệm Việt Á chót được sử dụng rộng rãi. Đây là hình ảnh Nguyễn Thành Long là nguyên nhân chính của Việt Á lộng hành trong thời gian vừa qua. Tiêu cực thì phải phá. Tuy nhiên, có điều dễ thấy là ông tô Lâm lại cho bắt những cán bộ cấp cơ sở, bỏ sót những người chủ mưu ở cấp bộ. Như tờ Thể Báo.đ đã nói, đây là sự bất công. Tuy nhiên, còn hơn cả bất công khi mà các quan chức có quyền lực lớn, có cơ hội lớn để thông đồng với cơ quan điều tra bắt ép những quan chức nhà nước cấp cơ sở rồi ép cung họ phải nhận tội thay mình. Điều này không phải là không có khả năng xảy ra khi mà nền tư pháp của Việt Nam và công an Việt Nam hầu như không vì công lý. Để xảy ra trường hợp quan chức cấp cơ sở phải tự vẫn để tự khẳng định mình trong sạch như trường hợp của Bảo Anh thì lỗi đó xuất phát từ hai con người đứng đầu của hai ngành quan trọng. Đó là ngành y tế và ngành công an. Chính ông Nguyễn Thành Long đã dung túng cho sai phạm của công ty Việt Á và chính ông Tô Lâm đã để cho ngành công an của ông chuyên bức cung để lấy lời khai, lập thành tích. Từ lá thư tuyệt mệnh của bà Nguyễn Thị Thúy Anh có phơi bày rất nhiều điều. Đó là công an đã giam lỏng bà và lấy cung liên miên để khủng bố tinh thần nhằm mục đích là ép bà phải nhận tội. Báo Anh là cán bộ cấp cơ sở, bà bị hành hạ như thế để nhận tội cho ai thì chắc không khó hiểu lên hình ảnh nếu không có cái sai của bộ y tế và bộ công an thì đã không xảy ra hậu quả đau lòng như thế này không phải ngẫu nhiên mà cho đến nay vụ án việt á chỉ toàn là những quan chức cơ sở bị bắt vào tù mà chưa thấy quan chức cấp cao nào hề hấn gì trong khi đó người phải chịu tội nặng nhất Long nguyễn thành long bộ trưởng bộ y tế thì giờ đây cũng đang còn tại vị mà chưa hề có lệnh truy tố nào làm quan chức nhà nước của Đảng Cộng sản Việt Nam là như vậy, càng có quyền lực, càng có thế lực thì càng an toàn. Rất nhiều điều kiện để bộ máy này đổ tội cho những người thấp cổ, bé học, chịu thầy. Trong vụ án công ty Việt Á có thể nói cả Nguyễn Thanh Long và Tô Lâm đều nhúng tay vào tội ác dù đó là gián tiếp.